Hôm qua, Điện Kremlin thông báo, do Kiev từ chối đàm phán với Moscow, buộc các lực lượng nước này phải nối lại chiến dịch quân sự ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, sau khi phía Ukraine từ chối đàm phán, tất cả lực lượng Nga tại Ukraine đã nhận được lệnh nối lại các cuộc tấn công từ mọi hướng. Thông báo trên cũng đã được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga xác nhận. Hôm 25 tháng 2, Tổng thống Nga và Vladimir Putin đã ra lệnh tạm ngừng chiến dịch quân sự ở Ukraine để mở đường đàm phán và sẵn sàng cử một phái đoàn đến Belarus. Tuy nhiên, Ukraine đã từ chối đàm phán vì các điều kiện mà Nga đề xuất là không thể chấp nhận được với Ukraine. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định chính phủ nước này vẫn kiểm soát thủ đô Kiev bất chấp việc lực lượng Nga nối lại chiến dịch quân sự. Trong khi đó, thị trưởng Kiev cho biết đã áp đặt lệnh giới nghiêm từ tối thứ bảy đến sáng thứ hai cùng ngày nhiều quốc gia phương tây thông báo sẽ viện trợ vũ khí trị giá nhiều triệu đô la mỹ cho chính quyền ukraine đồng thời cân nhắc đưa nga ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế swift